Thưa quý vị, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững, đó là xu thế chung của thế giới. Tại Việt Nam, dù chuyển đổi xanh được bắt đầu từ rất sớm, nhưng tới nay vẫn còn nhiều bất cập. Những bất cập đó đến từ chính sách nhận thức của người dân và doanh nghiệp, từ đó đặt ra yêu cầu giải quyết những vướng mắc bất cập từ lý thuyết tới thực tiễn. Và đó cũng là chủ đề của Hội thảo Quốc gia về kinh tế xanh do Báo Nhân dân tổ chức diễn ra vào sáng nay tại Nam Định. Hơn 100 tham luận của các nhà lý luận, chuyên gia hàng đầu Việt Nam, các nhà quản lý, doanh nhân đã được gửi tới hội thảo. Tất cả nhằm làm rõ những bất cập, những điểm nghẽn, những thách thức mà tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang gặp phải và cả những giải pháp, khuyến nghị để cải thiện tình hình, thúc đẩy chuyển đổi xanh. Ngay từ khi chuẩn bị, chúng tôi đã nhận được cái sự tham dự rất là nhiệt tình, đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, nên đã có một cái bộ kỳ yếu có thể nói rằng là dày dặn nhất từ trước đến nay trong số những cái hội nghị hội thảo của Báo Nhân dân đã làm. Những cái ý kiến phát biểu tại hội thảo tuy thời gian ngắn không thể có được nhiều ý kiến như mong đợi, nhưng cũng đã lột tả được những điểm thực tế mà Việt Nam đang vấp phải. Chúng ta cũng có những thách thức, nhưng chúng ta cũng có những cái thuận lợi, những cơ hội mà cần phải nắm bắt, cần phải khai phá trong thời gian tới. Cùng với những tham luận giải quyết vấn đề lý thuyết, phương pháp luận, đại diện lãnh đạo các ngành dầu khí, dệt may, ngân hàng cũng mang tới những đóng góp từ thực tiễn chuyển đổi xanh trong từng lĩnh vực. Nhiều đề xuất cụ thể, thiết thực đã được đưa ra. Thông qua cái việc hội thảo ngày hôm nay, rồi các doanh nghiệp đã nhìn nhận vấn đề rất là đúng, và cái điều này nó sẽ tạo ra giá trị, rất nhiều giá trị gia tăng cho những cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái việc là tạo ra những cái chiến lược mới để làm thế nào kinh doanh tốt hơn, kinh doanh có trách nhiệm hơn và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Những tham luận kiến nghị đóng góp tại hội thảo là cơ sở cho những thay đổi về hành lang pháp lý, chính sách, từ đó thúc đẩy hoạt động chuyển đổi xanh nhanh hơn, thực chất hơn ở khu vực các doanh nghiệp. Báo Nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng tiến trình này, nêu bật những kinh nghiệm cả trong và ngoài nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của xã hội nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững. Hôm nay, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã tổ chức chuỗi sự kiện thương mại và đầu tư xuyên biên giới trong thời kỳ kinh tế biến động, tranh chấp và trọng tài, ra mắt nền tảng nộp đơn điện tử và quản lý vụ tranh chấp trực tuyến. Giải quyết tranh chấp trực tuyến hay ứng dụng công nghệ vào một phần hoặc toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp đang là xu hướng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong thực tế đó, nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm từ tòa án cũng như kinh nghiệm quốc tế, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã phát triển nền tảng nộp đơn điện tử và quản lý vụ tranh chấp trực tuyến. Với cái sự hợp tác của các tổ chức quốc tế thì cái nền tảng này đạt đến chuẩn mực quốc tế cao nhất, đảm bảo được cái sự thuận lợi tối đa cũng như là cái an toàn cao nhất theo những chuẩn mực hàng đầu của thế giới. Nền tảng nộp đơn điện tử và quản lý vụ tranh chấp trực tuyến sẽ giúp trải nghiệm tố tụng trọng tài trở nên linh hoạt và thuận lợi hơn, tiết giảm thời gian và chi phí cho các bên tranh chấp, đồng thời nâng cao hiệu quả cho các hoạt động thương mại điện tử và đầu tư xuyên biên giới. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2024, gọi tắt là ENTEC Hà Nội 2024. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 28 tháng 6 với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp và hơn 250 gian hàng. Các sản phẩm công nghệ năng lượng môi trường được trưng bày tại hội chợ gồm các công nghệ xử lý chất thải, xử lý nước và khí, hệ thống quan trắc tự động từ xa, công nghệ và xây dựng, công nghệ chiếu sáng, hệ thống kiểm soát ánh sáng, các thiết bị kiểm soát và giám sát trao đổi nhiệt, thiết bị sản xuất và sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hydro, pin và hệ thống lưu trữ năng lượng, giao thông vận tải, xăng dầu và khí đốt. Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra diễn đàn công nghệ xanh trong ngành pin, acquy và lưu trữ năng lượng quốc tế 2024, diễn đàn giao thương Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc. Triển lãm quốc tế góp phần hợp tác kết nối chuyển giao công nghệ, phát triển kinh doanh về lĩnh vực năng lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về mục tiêu tạo chuyển biến trong thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cũng như tái cơ cấu để phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững.